Xin chào các anh chị em. Tại sao mà chúng ta phải lựa chọn một bộ thảm sàn cho xe của chúng ta? Khi xe của các bạn bị ẩm, hôi và không khí xe của các bạn bị khó chịu thì các bạn sẽ nghĩ thế nào? Vâng, rất nhiều chiếc xe khi chúng ta sử dụng mà thảm sàn của chúng ta là thảm nỉ cũng như là rách cũ thì chúng ta sẽ có một cái không khí xe rất là khó chịu. Và với cái không khí xe khó chịu thế thì sẽ làm ảnh hưởng đến cái không gian xe của chúng ta cũng như là sức khỏe của hệ hô hấp xe của chúng ta. Khi ngồi lên xe thì cực kỳ là hôi và khó chịu. Vâng, và đây ạ, một chiếc xe mà em ấy làm dịch vụ. Vâng, có những chiếc xe của gia đình đi nhưng để rất là bẩn. Tuy nhiên là bẩn như vậy thì các bạn sẽ có một không gian xe bẩn và nó không tốt. Ngay cả chiếc xe dịch vụ thôi thì các anh em cũng rất là chăm chút cho xe của mình. Vâng, vì mỗi khi chúng ta lựa chọn những chiếc xe đi di chuyển, khi chúng ta không muốn lái xe gia đình mà chúng ta đi thì chúng ta cũng luôn luôn muốn gọi một chiếc xe là sạch sẽ, sang trọng và lịch sự. Vì thế mà đây, ngày hôm nay thì em Hà, vâng, em đã đến và để lắp đặt một bộ thảm sàn 6D bên nội thất ô tô Hưng Thịnh chúng tôi thi công cho em, và nó sẽ kín và rất là đẹp. Với bộ thảm sàn này thì khách lên xe cũng rất là hài lòng và ưng ý. Và tại sao chúng ta muốn lựa chọn một bộ thảm sàn tốt? Với một bộ thảm sàn tốt thì xe của chúng ta không bao giờ bị ẩm ướt này, dễ vệ sinh này, sang trọng và lịch sự này. Và các bạn cũng thấy này, đây là chiếc xe mà chúng tôi đang thi công một bộ camera hành trình rất là nhỏ gọn đây ạ. Trên gương của chúng ta các bạn đã nhìn thấy chưa ạ? Đây ạ. Và với cái bộ camera hành trình nhỏ gọn như thế này thì sẽ cho các bạn quay hình ảnh trên đường đi, xe của chúng ta đi luôn tục ở ngoài đường, và nó có bất cứ cái sự cố gì xảy ra thì camera hành trình sẽ lưu lại những thông tin để cho chúng ta có thể đối chứng rất là dễ dàng. Và đây các bạn nhìn này, tính mạng con người là trên hết. Vâng, tính mạng con người là trên hết. Vì vậy việc đầu tiên để chúng ta đảm bảo cho cái hành trình của chúng ta thì trên xe của chúng ta luôn luôn phải được đảm bảo, như là áp suất lốp của chúng ta phải được đảm bảo để tránh nguy hiểm cho việc chúng ta di chuyển trên đường, cũng như là cam hành trình và cam lùi đó, thì các bạn nên trang bị. Và một không gian xe sạch sẽ thì chúng ta luôn được tận hưởng những cái không khí trong lành. Và các bạn nhìn thấy với một bộ thảm sàn kín như thế này đây ạ, thì các bạn sẽ được sử dụng với cái lớp thảm này, thì các bạn đặt chân lên này, thứ nhất là nó sẽ sạch, thứ hai là nó rất dễ vệ sinh, và bao nhiêu cái bụi bẩn thì nó sẽ đỡ ở đây. Khi các bạn muốn vệ sinh thì các bạn có thể nhấc cái tấm này ra. Và như các bạn nhìn đây ạ, phần dưới đế của chúng là cao su cho nên là không bị ngấm nước, cùng với lượt da 6D của chúng tôi đẹp như thế này và dễ vệ sinh, rất là bóng ạ. Đấy ạ, thì các bạn sử dụng nó sẽ sạch sẽ hơn rất là nhiều. Nếu thảm sàn của chúng ta mà không được trang bị kỹ cũng như là không sạch sẽ thì rất dễ xảy ra tình huống là ẩm ướt và rất là hôi xe. Vâng, và ngay cả chúng ta làm dịch vụ thì chất lượng xe của chúng ta tốt cũng như là thảm tốt thì chúng ta sẽ được khách hàng yêu quý và sẽ sử dụng lại nhiều lần dịch vụ của chúng ta. Anh ơi, xe của anh xong rồi nhá, nhưng mà anh phải đợi em rửa xe cho anh.